Ê, mày thử nghĩ coi, bây giờ mày đi với tao vậy, rồi mày biết được trong túi tao có tiền không? Mà nếu biết á, là bao nhiêu? Mày bị đánh riết rồi mày điên hả? Mày có nhiêu tiền sao tao biết? Không phải, ý tao nói là mày á, mày có biết được là trong túi của tao có bao nhiêu tiền không? Tao đâu phải thầy bối đâu mà biết trong túi mày có bao nhiêu tiền. Vậy thì tại sao tao với mày cặp cái giỏ, tụi nó lại biết trong đó có gói hàng? Mày khùng quá đi. Bây giờ tao hỏi mày nè, tiền mày để trong túi tao làm sao mà biết được? Không nhất phải là mày cầm cái giỏ là người ta biết mày có hàng rồi. Không phải là tao nói như vậy, ý của tao á là tao hỏi mày là tại sao mình cầm cái giỏ thôi mà tụi nó lại biết trong cái giỏ có gói hàng kìa. Ý mày là sao? Mày cứ suy diễn lung tung hoài à. Khi mà mày cầm cái giỏ là người ta biết mày có hàng, và cái tụi ăn cắp á, ăn cướp á, nó chỉ chờ mày có hàng thôi là nó ra tay liền. Thí dụ hên á thì ăn nhiều, còn xui á gặp đồ bèo thì ăn ít thôi. Mày hay quá. Mày làm như hồi xưa tao không từng cướp bóc giật giọng, tao không biết vậy thì cũng hên xui thôi. Mà mày nghĩ kỹ đi, ý của tao nói là cái tụi này hành động hình như là có tính toán trước. Mà nếu có tính toán trước á thì tụi nó chắc chắn sẽ biết được là trong cái giỏ này có hàng giá trị như thế nào thì tụi nó mới lấy được, hiểu không? Ý của mày là có người biết mình có hàng cho nên mới theo dõi, chờ cơ hội mới ra tay, đúng không? Hay quá, tao chờ câu nói này của mày nãy giờ luôn. Mày thông rồi đó, thông rồi đó. Đừng có thừa cơ hội chửi tao nha. Tao giỡn thôi, bớt căng thẳng mà. Bây giờ tao hỏi mày nè, bây giờ tao với mày thử rà soát lại coi, có mấy người biết tụi mình có gói hàng? Mấy người hả? Anh Hưng, anh Thành Rắn à, tao với mày, với mấy đứa giao hàng cho mình thôi. Khoan, anh Hưng chắc chắn là không phải rồi. Bởi vậy chỉ còn có tao với mày, mấy thằng bán hàng và anh Thành Trắng. Ê, mày đừng nghi ngờ bậy anh Thành, ổng mà biết là mày chết luôn á. Mày bởi vậy, giang hồ hiểm ác, ai cũng có thể nghi ngờ hết, kể cả mày, tao luôn. Gì kỳ vậy? Tự nhiên tao lấy hàng giờ tao chịu tội là sao? Vậy thì coi với tao với mày là kẻ ngoại phạm đi. Bây giờ bắt đầu từ ai đây? Hay là mày lội luôn anh Thành đi. Phe ta chẳng lẽ hại ta, đúng không? Bây giờ chỉ còn duy nhất là tụi bán hàng thôi. Hay là mày đi tìm tụi nó hỏi cho ra lẽ đi. Trời ơi, mấy cái tụi bán hàng á, khi giao dịch mới gặp mặt tụi nó, giờ biết kiếm tụi nó đâu ra. Tao có cách rồi, đi. Đi đâu vậy? Lên xe. Ê, hồi nãy mày nói có cách là cách gì? Thì mày nói anh Hưng á, kêu tụi nó ra để mình nói chuyện. Mày hay quá. Vấn đề ở đây á là mình chỉ nghi ngờ thôi, chứ mình có khẳng định là người ta ăn cắp đâu mà kêu anh Hưng kêu người ta nói chuyện. Ôi, anh Thành kìa, anh Thành kìa. Đi. Ôi, gì? Mày tính vô gặp anh Thành hỏi luôn hả? Không phải, con anh Thành bị bệnh, biết đâu điều tôi nghĩ là đúng. Đừng nói nhiều nữa, đi. Nhanh lên. Ôi. Ê, gì? Đi thăm mặt con thiệt hả? Mày tào lao quá. Nói sao rồi? Bác sĩ nói con mình bị động kinh, mỗi lần lên cơn co giật là tội nghiệp lắm, và nguy hiểm nữa. À, mà anh có tiền chưa? Tiền gì nữa? Mới hôm bữa tôi đưa 5 triệu rồi, bây giờ mày đòi cái gì? 5 triệu đó chỉ mới tạm ứng mà thôi, khi mình ra viện họ sẽ tính lại nữa. Với lại quá đơn thuốc mà bác sĩ đưa cho em nhiều tiền lắm, bữa giờ em mượn nợ lung tung hết mới đủ tiền mua thuốc cho con đó.
Bây giờ mà không có đủ tiền là chết thật anh à. Tiền đâu mình trả cho người ta? Rồi tiền đâu mua thuốc cho con? Tiền lúc nào cũng tiền hết. Gặp mặt tao là đòi tiền à? Con ơi, sao vậy? Con sao vậy? Kêu bác sĩ lại lên. Dạ. Bác sĩ ơi con tôi sao này bác sĩ? Bác sĩ à? Bác sĩ ơi, lên đi. Con tôi sao này bác sĩ? Con ơi mẹ nè, ráng lên con. Ráng lên. Mày thấy chưa? Nếu như anh Thành anh lấy thì anh đâu có khổ như vậy đâu. Thì nghĩ ai được thì nghĩ. Mày tào lao quá. Thôi quay trở lại chỗ cũ. Còn có manh mối gì không? Đi. Sắp có tiền rồi, mày ráng lo cho nó đi. Tiền ở đâu mà anh sắp có? Mẹ mày, sao nhiều chuyện dữ vậy? Tiền ở đâu có thì kệ tao. Đề nghị anh chị giữ trật tự dùng. Bây giờ tao phải đi đây. Nếu có tiền sớm tao sẽ vô đây tao đưa. Còn không á, tao điện thoại mày về lấy, hiểu chưa? Tụi thằng Hùng bắn thằng Tùng kìa. Nó vô đây làm gì vậy? Ai biết. Có thể nó vô đây để thăm bệnh, mà cũng có thể là nó bị bệnh vô đây nó khám bệnh. Khám bệnh đi con. Để lòi ra mấy cái bệnh nan y cho chết mẹ nó hết đi. Kể từ ngày có tụi này, anh em mình đói meo râu nè. Kệ nó đi, mày nhiều chuyện quá. Đi. Alo. À, chú đây. Con tính như vậy, chú thấy được không chú? Được rồi. Cháu làm vậy là được rồi. Cái quan trọng á là phải đảm bảo sinh mạng của Quỳnh Ly. Và nhất là không được để lộ thân phận của con. Dạ, hắn một biết phải làm sao rồi. Chú cứ an tâm. Rồi chú biết. Chào con. Con ta bị bệnh nặng, cho nên tao mới làm liều cứu này. Tụi bay mà ép giá như vậy, làm sao mà tao sống? Mày nên nhớ, mày mua bán hàng cấm, mà hàng ăn cắp nữa, nguy hiểm lắm. Tao cờ bạc thua nhiều nên mới chơi liều như mày vậy đó. Tao biết mày bên nhóm Hưng Sẹo, còn tụi tao bên nhóm Anh Tùng. Nhưng tao với mày có chung một hoàn cảnh, là đều kẹt giống như nhau. Sao, mày thấy chơi được không? Được thì cứ chơi, còn không thì thôi, mạnh anh đi về, không mất mát gì hết. Anh Tùng á, giao hàng cho tụi tao cũng nhiều rồi. Tao lấy hàng của mày, đem về, chen vô để bán thêm thôi. Nếu như mà anh biết được, tụi tao cũng tiêu luôn. Đó, mày coi đi. Mày có dám ôm số hàng đó, đem bán lẻ cho khách không? Đồ ăn cắp mà, nguy hiểm lắm. Mày vừa ngôi đầu ra, là công an nó tóm mày liền. Hai, nếu ông Hưng Sẹo biết mày bán đồ của ổng, ông sẽ... Mày không còn cách nào nữa đâu. Không được tụi tao về à? Thôi đi. Khoan đã. Sao? Đổi ý hả? Bán không? Nè, tụi bay thêm cho tao một chút nữa đi. Mẹ mày thạch trắng. Tao tưởng mày có số má bên nhóm Hưng Sẹo lắm chứ. Rốt cuộc trả giá như tụi đàn bà vậy. Tụi mày á, giống như một con rùa rút cổ. Cứ mỗi lần gặp anh Tùng của tao là run lẩy bẩy vậy nè. Cũng đúng.
Bởi vì ông Tùng mới nắm cả cái địa bàn như vậy. Rốt cuộc nhóm của tụi mày chỉ đang húp cháo thôi. Ê, tao nghĩ cháo cũng không có mà húp. Chính xác, chính xác. Mày dám xem tụi tao được không? Mày mới nói cái gì? Đau. Mày nói tao ăn cháu hả? Đồ đi, dừng lại. Tao cho mày ăn cát. Buông nó ra. Tao sẽ lấy hàng của mày. Mẹ tụi mày, tiền đâu? Lần sau, nếu có hàng thì gọi cho tao. Nếu như không thua cờ bạc, tao sẽ trả cho mày cao hơn. Biến đi. Đi. Điện thoại của tôi đâu rồi? Anh Phan thiệt là khốn nạn mà. Hình như cô mới chửi tôi có phải không? Đúng, tôi chửi đó. Anh là đồ khốn nạn. Điện thoại của tôi đâu rồi? Tôi tháo ra rồi. Kể từ giờ phút này, cô không cần xài điện thoại nữa. Tại sao? Tại sao anh tháo cái sim của tôi ra chứ? Tại sao anh đụng vô đồ cá nhân của tôi? Tôi sẽ kiện anh. Tôi sẽ kiện anh. Dám đụng vô đồ của tôi. Kiện tôi? Được thôi. Cô nên nhớ, ở đây tôi là chủ, và tôi bắt buộc cô phải ở bên cạnh tôi 24/24. Anh là con thú đội lốt người mà. Anh không yêu tôi thì anh quan tâm tôi để làm gì? Thuốc của tôi đâu? Tôi chỉ cần thuốc thôi. Anh đưa thuốc cho tôi đi. Tôi bỏ vô toilet hết rồi. Anh bỏ vô toilet hả? Anh trả thuốc cho tôi đi. Trả thuốc cho tôi đi. Tôi đã giúp cô cai nghiện được rồi, tại sao lại sử dụng lại nó hả? Tôi muốn hút á, là quyền của tôi. Nếu như không có thuốc thì tôi không có sống nổi đâu, tôi chết mất. Tôi sẽ canh chừng cô, còn tới khi nào cô chết. Anh là đồ khốn nạn, anh là đồ cầm thú mà, là thằng đểu mà. Anh đi ra khỏi phòng cho tôi đi. Đi đi. Phòng này là của tôi. Cô mà nói lung tung thì đừng có trách tôi nghe. Anh dám? Sao không dám? Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Đồ đàn ông máu lạnh.
thêm. Ông yên tâm đi, ráng cài kiện cho tốt đi. Long, Long, con trai cưng của mẹ. Mẹ tới đây làm gì? Mẹ đừng quan tâm con nữa. Mẹ nhớ con lắm. Con sống ở trong này như thế nào, mẹ lo cho con quá. Nhưng con không cần ai quan tâm tới con hết. Con đang trách mẹ đúng không? Long à, con có cần gì không? Con cứ nói đi, mẹ sẽ gửi vô cho con. Con không cần cái gì hết, mẹ đi về đi. Con yêu con, ngồi xuống. Long à, mẹ đã làm gì mà con nổi nóng với mẹ như vậy chứ? Mẹ không có làm gì cả. Bà là ba của con. Chính ba của con đã khiến cho con vô đây nè. Bây giờ ông ấy không xứng đáng là ba của con nữa. Con à, con đừng nghĩ về ba như vậy. Mẹ thấy là ba rất lo cho con đó. Lo cho con? Đúng, đúng là ông lo cho con. Nhưng mà là lo cho con sớm vào đây nè. Ông ấy cố tình tống cổ con vô đây để chiếm đoạt bạn gái của con. Bây giờ con phải cảm ơn ông ta sao? Con nói cái gì vậy? Con thật sự buồn cho chính con. Người mà con tôn thờ bây giờ lại đi cướp bạn gái của con mình. Hai người đó đã sống chung với nhau như là vợ chồng, như vậy có xứng đáng là ba của con nữa không? Con à, con có bằng chứng gì hay không? Bằng chứng? Bằng chứng chính là cặp mắt của con nhìn thấy hai người đó tay trong tay vô khách sạn. Không chừng bây giờ ông đã mua nhà riêng và hai người đã sống chung rồi. Dì Linh. Ê, chuyện gì kìa mày? Ê, tụi thằng Phụng bị hình sự giấy kìa. Ê, ê, chị cớm bắt tụi nó cho tụi nó chết cha tụi nó luôn. Tới còn sao? Sao đây? Bây giờ sao? Phi tàn chứ sao? Không được, mày mượn tiền tụi nó để mua số hàng này, để bán lô hàng này để trả cho tụi nó. Bây giờ không trả tụi nó chém chết. Chém mày muốn bỏ tao hả? Mẹ, chắc tụi nó theo mình lâu lắm mới biết mình có hàng. Phải đi phi tàn đi. Khoan đã. Mày đợi. Mày buông ra coi. Mày đợi một chút. Đợi cái gì mà đợi? Tụi nó vô đây rồi, bắt tụi mình, rồi tụi nó bỏ tù một công luôn á. Để nó coi thử tình hình thế nào rồi tính. Mày sợ đúng không? Sợ thì đưa tao. Đưa đây. Nhanh lên. Được không? Được. Mày đưa đây. Đưa. Lỡ mà có chuyện gì, mày không có khai tao nghe. Đưa đây. Cái gì vậy?
đứng yên đó. Mời ra ngoài, nhanh lên, yêu cầu ra ngoài, nhanh. Nhanh quá ha. Bây giờ các anh đi theo tôi về cơ quan điều tra. Các anh nhớ là lúc ra phải đi từ từ, đừng để cho người dân hỗn loạn. Các anh đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát. Đi. Ủa, tụi tôi làm gì mà mấy anh bắt tụi tôi? Có chứng cứ gì không? Cứ đi theo chúng tôi, không có gì thì mấy anh về. Khi đi ra đừng nghĩ tới chuyện bỏ chạy, sẽ xảy ra điều đáng tiếc. Xe đang chờ ở ngoài cửa. Đi. Tụi nó bị dính rồi. Đi. Khoan. Hả? Gì nữa? Chờ tao chút. Mỹ đâu hả? Đi toilet. Đi lẹ nha. Tao đi nữa. Mày làm gì vậy? Không, tao chỉ tò mò thôi. Mày cũng hay thiệt. Tò mò cái gì mà vô nhà vệ sinh tò mò? Mày thích mùi hôi thối lắm hả? Tào lao. Thôi đi. À mà khoan. Gì nữa vậy? Xong chưa? Đợi lâu quá. Nhớ cái nào. Cái gì vậy? Mày nhìn kỹ đi. Trời ơi, để xích ra đi. Cái giấy gói hàng của mình đó mày nhớ không? Trời ơi, cái giấy gói hàng nào mà không giống cái giấy gói hàng nào? Trời... mày có thấy cái vết đen này không? Nó là cái vết đổ cà phê mà hôm trước cái thằng bồ bạn nó làm đổ vô đó. Rồi tao đi vô nhà vệ sinh, chưa kịp mở ra, rồi cuối cùng bị đánh cất xỉu. Nó đánh cướp gói hàng của mình đó mày nhớ không? Cái gì? Có đúng là cái giấy gói hàng này không? Tao chắc chắn với mày là cái gói giấy này mà. Nè mày coi đi. Nè. Nhưng mà sao nó lại ở đây? Hồi nãy mày không thấy thằng Hùng vô đây hả? Dám nó sợ bị công an bắt, cho nên nó phi tan rồi. Đợi tao chút. Công nhận tụi nó làm chuyên nghiệp thiệt. Phi tan không để lại dấu vết luôn. Nhưng mà tao chắc chắn với mày, đây là tờ giấy gói hàng của mình. Tức thiệt. Bây giờ tao với mày đi qua bên thằng Hùng hỏi nó. Nếu thật sự nó lấy, bắt nó bồi thường. Khoan, mày làm cái gì cũng nóng nảy. Nó bị công an dịnh rồi, nhưng mà nếu như không có tang chứng, chắc chắn nó sẽ được công an thả ra. Mày cứ đợi chút xíu đi. Tức thiệt. Nếu như mình biết mà nó giữ hàng của mình, mình phát hiện sớm thì đâu có bị đổ hết hàng như vậy. Hôm bữa gặp tụi nó ở bệnh viện, nếu mà biết sớm là xong việc rồi, đúng không? Ờ ha.
Hôm trước tụi mình gặp nó ở trong bệnh viện. Có khi nào cái vụ án này có liên quan tới anh Thành không? Có khi nào anh Thành anh lấy cắp cái gói hàng rồi bán cho tụi nó không? Mày khùng quá, mày cứ đa nghi hoài. Bây giờ nè, mày lại gặp tụi nó là hỏi là biết liền à. Khỏi suy diễn nữa, đi. Được rồi, mấy bữa nay anh bận quá. Được rồi, được rồi, anh nhớ mà. Thôi nha, anh gọi lại sau. Mọi chuyện thế nào rồi? Ông làm gì mà hốt hoảng vậy? Ông vừa nói chuyện với ai đó? Nói chuyện với đối tác thôi. Sao ông không vào thăm thằng Long đi? Con nó nhớ ông lắm đó. Tại vì mấy bữa nay bận việc quá mà. Bận việc? Hay bận đi với cô Lan? Bà nói bậy bạ gì vậy? Bậy bạ à? Thằng Long đã nói với tôi hết rồi. Tôi thật không ngờ từng tuổi này rồi mà ông còn như vậy được nữa. Bà im đi. Tôi xin ông, nếu như ông không còn thương tôi thì ông hãy thương con. Dù sao thì nó cũng là con của ông mà. Tại sao ông đành tâm cướp người yêu của nó, rồi còn nghe lời cô ấy đẩy nó vào trại cai nghiện nữa? Tất cả đều do bà quá nuông chiều đó. Con hư tại mẹ, bà phải biết điều đó chứ. Còn chuyện người yêu của nó là ai, làm sao tôi biết được? Đúng là do tôi, do tôi. Nhưng mà tôi xin ông, ông hãy đưa nó ra khỏi trại cai nghiện đi. Đưa nó về nhà, tôi chăm sóc cho nó được mà. Cai nghiện ở nhà được mà ông. Nó là con của tôi, nếu như nó có bề gì, làm sao mà tôi sống nổi? Được rồi, tôi hứa với bà, nếu nó cai nghiện được, tôi sẽ cho nó đi nước ngoài. Không không, nó không đi đâu hết á. Nó phải ở nhà, nó phải ở đây với tôi. Bà còn muốn tôi làm cái gì nữa? Nó là cái thằng mất dạy, dám đánh cha. Nó không xứng đáng ở cái nhà này. Nó buộc phải ra nước ngoài, còn không nó ở trong trại cai nghiện suốt đời luôn. Đứng lại. Ông qua nhà con nhỏ đó phải không? Bà nói cái gì vậy? Thôi bây giờ như vậy đi, ông viết di chúc cho con đi cho nó yên tâm. Chứ nếu không tài sản của ông sẽ bị mấy con người yêu của ông cướp hết đó. Bà vừa nói cái gì? Tôi chưa chết mà bà tru ẻo tôi nữa hả? Không ngờ hai mẹ con bà thật tham lam độc ác như nhau. Nói như ngày hôm nay là do ông. Ông bỏ rơi nó, ông không quan tâm đến nó. Tôi không quan tâm tới nó là tại vì bà. Mỗi khi tôi dạy dỗ nó thì bà can ngăn, mỗi khi nó sai thì bà bích nó. Nhưng nó là con trai duy nhất của chúng ta mà. Chính vì điều đó nên hôm nay mới xảy ra cớ sự này nè, làm tôi mất mặt với mọi người. Bà hả dạ chưa? Ông còn mặt để mất sao? Bà còn dám nói với tôi vậy hả? Không phải sao? Ông cướp người yêu của con, ông còn mặt mũi sao? Bà đồ ăn nói ngược ngạo. Nó là cái thằng bất hiếu, nó dám đánh tôi. Tôi chưa đánh nó là mai cho nó lắm rồi. Tôi nói cho bà nghe, tình cảm của tôi với bà đến đây coi như là hết. Nể tình ngày xưa bà theo tôi, bà sinh ra thằng Long, tôi tha mạng cho bà đó. Tôi xin ông, tôi xin ông, hãy tìm cách cho nó về nhà cai nghiện đi ông. Và ông hãy trả người yêu của nó lại cho nó. Tránh ra. Người yêu nào của nó hả? Thằng súc sinh đó, ăn nói càng ngày càng không qua ra gì hết. Bà mà còn nói nữa tôi không tha cho bà đâu. Ông ơi, tôi xin ông mà, tôi xin ông mà. Ê Phùng, mày làm gì mặt mày bí xị vậy? Mất rồi thì cài trả lại. Mày buồn hoài cũng có giải quyết được cái gì đâu. Có gì đâu bí xị. Tụi nó gọi điện hoài mà không có tiền trả.
Vậy nhậu sao thấy ngon? Tao thấy nãy giờ mày lơ đãng nhiều lắm rồi đó. Nhậu mà không chịu tập trung, uống sao ngon mày? Không. Mày có phải là bạn cùng hội cùng thuyền chung với tao không? Mày hỏi gì kỳ vậy? Tao với mày vừa cùng xuồng, mà mày còn là bạn của tao nữa. Có thể nói mày là người hiểu tao nhiều nhất trong cuộc đời khốn nạn này. Vậy thì uống đi. Chúc mừng cho tình bạn của mình đi chung một con đường khốn nạn. Sống hôm nay mà không có ngày mai. Ai gọi điện mà mày không nghe máy vậy? Nghe làm gì? Điện thoại của tụi đòi nợ. Để cho nó gọi đi, chán tụi nó tắt. Này, uống đi. Vô. Tụi bay tốn kỹ quá ha. Anh Phùng Minh Hùng, hai anh chơi cái trò đó là không được đâu đó nha. Có gì mà không được? Hai anh trễ hẹn mấy ngày rồi, thiếu tiền của tụi tôi. Định quỵt tiền hả? Quỵt cái gì mà quỵt? Tao có nói quỵt mẹ bao giờ đâu. Rồi, ngồi đi. Ngồi xuống tao nói chuyện mày chút. Nè, uống miếng đi. Tôi không có rảnh. Tôi đi lấy tiền về cho đại ca của tôi. Phải nhanh chóng thu hồi vốn. Chúng tôi không có thời gian. Cho tụi tao một vài ngày nữa. Ở đâu ra mà có liền bây giờ cho mày? Ê Phùng, mày đừng có ăn nói cái giọng láo cá đó nha. Mày ăn nói cái kiểu chó của mày đó. Đừng hòng thoát khỏi đây nha. Mày nói cái gì? Được rồi, đừng căng thẳng quá. Tụi tao có thiếu bao nhiêu đâu mà mày làm dữ vậy? 300 triệu vốn chứ ít hỏi gì. Tụi mày nhớ chưa? Hay để tao nhắc. Lần đầu mày nói thua bài, tao đưa cho mày 100 triệu. Lần hai tao đưa cho mày 200 triệu, mày đi mua hàng cấm. Mày nói mày trả liền mà. Mày nói ngon lắm mà. Nội trong 3 ngày nữa ta sẽ trả. Mày đã hứa mấy lần rồi, lần này á không được nữa đâu. Mấy lần thì sao? Có tiền thì trả, không có tiền thì khất nợ. Giờ mày muốn cái gì? Này bạn, có sức chơi thì có sức chịu, không thể nói ngang là bỏ qua được đâu. Má mày nói gì vậy? Thôi, được rồi. Mày không cần biết được tao rồi. Là ai? Thôi, từ từ nói. Chỉ cần mày trả nợ cho ông chủ tao. Thôi được rồi. Được rồi, tụi mình cũng đâu có lại gì nhau đâu. Tụi mày đâm thuê thì tao cũng chém mướn. Đừng có nóng vội làm gì, bất hết hòa khí anh em. Vậy thì theo ý mày đi. Bây giờ mày tính sao? Bao giờ mày thanh toán cho tụi tao? Tao hứa với mày, tao sẽ trả. Mày trả không? Hả? Tao hỏi mày chừng nào? Tao nói cho mày biết, tao là đàn em của anh Tùng nè. Tao rất là bực bội về cái chuyện mày cứ thất hứa với tao hoài. Nhưng mà tao nể mặt anh Tùng, là người anh có số má trong giới giang hồ, nên tao không xử mày. Nhưng mà tao nói cho mày biết, trong vòng 3 ngày nữa, tính luôn tiền lãi của tụi tao là 350 triệu. Nếu không á, dù cho đại ca Tùng mày có cỡ nào,
tụi tao cũng xử đẹp mày rồi tính sau. Mày có hàng nóng chứ gì? Mày nghĩ tụi tao sợ à? Để tụi bay. Sao mình ngu quá vậy? Nhúng chi vào mấy vụ mua hàng của thằng trắng, lời đâu không thấy, thấy rắc rối thiệt. Mày thấy không? Nợ bà có bao nhiêu đâu. Bây giờ nợ tiền hàng mình mới chết đây nè, 350 triệu. Biết kiếm ở đâu ra đây. Thôi xui thì chịu, đâu có ngờ bị cốm vịnh. Không có bằng chứng tụi nó cho ra là mai rồi. Hàng bao nhiêu đó, tao với mày giữa cột là cái chắc. Tao sợ tao nói đòi nợ anh Tùng mà biết là chết đó. Ừ, không thể nào để cho anh Tùng biết được. Vậy tụi mình phải tính sao bây giờ? Tao có cách rồi. Có sức chơi thì phải có sức chịu. Tao có cách xoay. Cách gì cũng được, miễn sao phải trả cho xong. Vậy mà anh ba lúc nào cũng tin tưởng nó hết. Bây giờ tao nói cho anh ba biết để anh ba sáng mắt ra. Trong khi đó thằng Phan là một thằng trung thành nhất, mà suốt ngày anh ba cứ nghi ngờ nó là nội gián. Ai mà ngờ vậy chứ. Hai thằng bay, đi tìm nó về cho tao. Đi đi. Nhớ cẩn thận, đừng để nó trốn thoát. Dạ, dạ, tụi em biết phải làm gì mà. Mẹ nó, loạn hết rồi. Cô có phải là cụ Nhàn không vậy? Anh là... Anh là anh Bình nè. Em chào anh. Anh nghe anh xin nói nhiều về em. Mà hình như là đôi mắt của em đã nhìn thấy rồi phải không? Dạ, em chữa được đôi mắt của em rồi. Hay quá. Đúng là khoa học á, ngày càng tiến bộ. Nhờ như vậy em mới có cơ hội để có một đôi mắt bình thường như mọi người. Phải chi mà khoa học tiến bộ cũng chữa được căn bệnh quái ác của anh Sinh, thì bây giờ anh không phải ra đi sớm như vậy đâu, phải không anh? Anh á, anh không ngờ là thằng Sinh nó lại bệnh nặng như vậy. Hôm đó nó mang tiền đến trả tiền phòng cho anh, rồi nó nói là nó phải đi xa một thời gian, và không biết tới chừng nào nó mới gặp lại anh được. Anh có hỏi là nó đi đâu. Nó nói là nó bị bệnh, phải đi chữa trị, mà
Nếu nó không về thì xem như là nó đã chết rồi. Thật sự là lúc đó nó nói làm anh sửng sốt lắm. Rồi nó cầm hành lý, rồi nó chạy ù đi luôn. Anh có gọi nó lại coi có gì giúp được nó không, nhưng mà nó đi nhanh quá, làm anh gọi không có kịp. Tội nghiệp anh xinh quá.